ly bên xe. Cậu là sếp hôm nay đi với tôi có thằng bạn cùng trang lứa đấy, là Hải. Đi làm chai rượu mới uống. Uống ngon không? Rượu đây bán rẻ hơn chỗ khác. Chúng ta rượu này là rượu nặng này Hải ơi. Strong còn 80 độ. Bao nhiêu? Sáu. Gan 2000. Chắc là đắt, đắt rộng. Làm chai gôn này đã, nhưng mà không có 1 lít, chỉ có 0,7 thôi. Bên trong có vàng 24 carat. À, mọi người xem, trong có vàng, chai khá là đẹp. Giá của nó là 409 cả đến 12. Beluga.